Chương trình Gia đình tôi với Phạm Anh Trâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Gia đình tôi trở lại với quý vị với thành viên thứ hai của chương trình, đó là Minh Anh. Xin chào Minh Anh. Xin chào chị Anh Trâm, xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chủ đề hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục nói về cái cách mà về hưu ở Mỹ như thế nào. Và đặc biệt chương trình hôm nay dành cho một cái phần rất là có thể gần gũi với người Việt chúng ta, đó là cái phần hưu trí non. Hưu trí non như thế nào và cái quyền lợi như ra sao thì mời Minh Anh trả lời một lần nữa giới thiệu quý vị. Thứ nhất là mình hưu trí non là lúc nào và cái tiền, nói về số tiền lương bổng mà mình được lãnh là bao nhiêu thưa Minh Anh? Dạ vâng, trước khi mình vô với vấn đề mà tiền lãnh hưu non của Social Security, tức là tiền an sinh xã hội đó, thật sự là tiền hưu nó có nhiều nhiều dạng lắm. Có nhiều người họ có những cái quỹ hưu riêng họ trong hãng chẳng hạn, cái đó là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn, không phải là vấn đề chúng ta nói ngày hôm nay. Chúng ta chỉ nói về cái tiền hưu mà chúng ta lãnh qua cái chương trình an sinh xã hội mà thôi đó. Thì cái tiền hưu non thì ví dụ như cái lần trước chúng tôi có đề cập tới ba con số, quý vị nên nhớ là 62 tuổi, 66 tuổi mấy tháng và 6 và 70 tuổi. Ba con số đó quý vị nhớ trong lòng thì quý vị sẽ nắm vững vấn đề ngay lập tức. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến những cái yếu tố nào mà nó dẫn cho chúng ta đến một cái quyết định là chúng ta nên lãnh cái tiền hưu non, tức là lãnh vào lúc mình tuổi số 62, tức là sớm nhất chúng ta có thể nhận được cái tiền hưu đó, được không? Và cũng như Minh Anh mới nhắc đến thưa quý vị, cái chữ mà gọi là chữ chính thức mà để gọi về cái chương trình hưu trí này đó, trên theo người Mỹ họ nói thân là chương trình bảo hiểm về người già, người sống sót và người khuyết tật, tiếng Mỹ nó gọi là Old Ages Survivors và Disability Insurance Program, viết tắt là OASDI. Và trở lại cái chương trình này thì cái yếu tố mà để chúng ta quyết định chúng ta về hưu non, về hưu sớm lúc 62 tuổi, nó có rất là nhiều yếu tố phải không Minh Anh, nhưng mà nói chung những cái yếu tố là những yếu tố nào mà nhất là đối với người Việt chúng ta? Dạ, yeah. Thưa chị và kính thưa quý vị, thì chúng nếu chúng ta nhìn tổng thể cái vấn đề này á, thì có mình tóm lược lại nó gồm có ba cái yếu tố chính. Không? Yếu tố thứ nhất là yếu tố về sức khỏe, yếu tố thứ hai là yếu tố về lý do kinh tế, và yếu tố thứ ba là nó liên hệ đến về chính sách hay là những cái vấn đề liên quan tới chính trị. Thì đó là ba cái chủ đề, thì chúng ta sẽ đi từng một một, thì từ sức khỏe cho tới kinh tế cho tới vấn đề chính sách. Thì khi đi vào đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết nhiều hơn và chúng ta có những con số cụ thể hơn. Dạ vâng. Bây giờ đầu tiên chúng ta nói về cái sức khỏe. Dạ, thì sức khỏe như quý vị cũng biết, nhiều khi những người mà khi mà họ qua cái tuổi 60 rồi, sức khỏe họ nó đi xuống rồi, thành ra đôi khi người ta không còn sức khỏe để người ta đi làm nữa. Và cái tuổi 62 là cái tuổi ít nhất là, tức là chúng ta có thể nộp đơn để xin cái lãnh tiền hưu trí non này của Sở An sinh xã hội được. Thành ra có nhiều người họ mà vì lý do sức khỏe họ bị ốm đau hoài mà họ không có còn sức để đi làm nữa, thì thật sự là những cái người mình đã từng giao tiếp hay những từng liên lạc nói chuyện vấn đề này, thì những người đó họ là vì lý do sức khỏe là nhiều nhất, tức là họ bệnh hoạn hoài hay là họ cứ phải đi bác sĩ hoài, họ không muốn đi làm nữa, thì họ muốn lấy cái tiền lương non sớm, tại vì trong tâm cảm của họ nghĩ là mình không biết còn bao lâu mới để sống. Chứ nếu cho chúng ta đợi 4 năm nữa tới năm 66 tuổi mấy tháng thì không biết chúng ta có còn sống thì mà lãnh hay không. Đó thì cái lý do đó là một lý do thường xảy ra nhất của những người họ trả lời về lý do đó là nhiều nhất. Đó là về lý do sức khỏe. Còn cái lý do thứ Thì hai là về dạ. dạ, cái lý do mà theo anh Trâm thấy nó cũng nhiều nhất không kém, đó là lý do khi mà chúng ta ở tuổi 62 bị thất nghiệp, chúng ta không không còn việc làm và chúng ta phải quyết định là chúng ta thất nghiệp. Thì bây giờ khi mà thất nghiệp thì lấy lương đâu mà sống, mà bây giờ 62 rồi đi kiếm việc một chỗ khác cũng không có phải là dễ, thì may chi là thôi nhân cái cơ hội này thì mình lãnh lương hưu, hưu non, hưu sớm, và đồng thời mình cũng có nhiều thời giờ để mình có thể làm việc khác. Có phải Minh Anh thấy là cũng rất là quan trọng không? Quen thuộc. Nhưng mà đồng ý, và hoàn toàn đồng ý với chị, nhất là trong cái thời buổi này, là những thời buổi pandemic này, đại dịch này, thứ nhất là bị ở nhà không đi muốn đi làm cũng không đi làm. Nó mà khi mà nếu khi kinh tế nó mở cửa lại rồi thì mình đi xin việc làm, một cái người 62 tuổi làm sao mà đi kiếm việc làm,
Thì thấy không, thành ra nói gì thì nói, trên vấn đề thực tế là cái đó là cái câu hỏi gần như là những người nếu mà năm nay họ đã 22 tuổi, đó là cái câu hỏi mình coi như là rất thích ứng và rất là cụ thể nhất, là mình phải đặt câu hỏi là mình có nên lãng tiền hưu bổng social security đi cái an sinh xã hội sớm chưa, tại vì bây giờ mình không có tiền để xài nữa, thì nó nằm trong một cái rủi ro kinh tế thì đó. Và cũng nói về với cái vấn đề kinh tế thì thưa quý vị, người Mỹ đó họ như khi họ để mà về hưu đó họ sửa soạn cũng lâu dài lắm để mà họ có thể được về hưu như là ý mà họ muốn vào cái thời điểm họ muốn và cái mức lương kinh tế họ muốn, và trong những cái thời gian mà trước khi mà gọi là đại dịch COVID-19 đó thưa quý vị, thì cái việc mà người ta nghỉ hưu sớm xong người ta đi vacation, đi nghỉ hè rất là nhiều. Bằng chứng là những cái hãng mà du lịch mà cruise đó, Minh Anh, là lúc nào cũng có những cụ già 60 mấy tuổi đi là đi hết hết tour nọ tới tour kia liên tiếp trong vòng 1 năm trời nữa. Lý do là bởi vì họ dư thì giờ rồi mà họ cũng có tiền. Mà họ cũng có những cái hồi đó họ nghĩa là những cái nhóm mà về cruise họ khôn lắm, họ chuyên môn là cứ bán sale vào lúc phút chót để cho tất cả những cái lão ông lão bà mà 62 có đủ sức khỏe để mà đi chơi. Thành ra đó cũng là một cái thú vị khi mà ta về hưu lúc 62 phải không? Dạ vâng, cái đó là nếu mà họ có những cái chương trình họ đã kế hoạch trước rồi thì không, nhưng mà thật sự ra cái cơn đại dịch nó làm đổ lộ rất là nhiều vấn đề đó. Nhiều khi may mắn nếu mà họ biết, tức là họ đã những quy hoạch những cái tính toán trong tương lai, tức là 5, 10 năm về trước rồi, thì bây giờ đôi khi nó cũng đảo loạn, tại họ đảo lộn. Tại vì thật sự ra ngoài cái tiền mình nhận từ an sinh xã hội chưa chắc mình đã đủ sống, và có những họ có những có tiền quỹ lương quỹ hưu khác nữa, thì nó hỏi hai cái nó nhập lại với nhau thì họ mới có đủ sống, nhưng với điều kiện là họ phải có công việc làm đàng hoàng đến lúc họ chẳng sạc để hưu. Đó là trong trường hợp lý tưởng. Nhưng bây giờ vì những sự đảo lộn của xã hội bây giờ qua cái cơn đại dịch này, thì một số những cái vấn đề nó được đưa ra mà trước giờ họ không bao giờ nghĩ tới. Ví dụ họ bị mất việc làm, còn việc làm nữa, thì dù muốn dù không vì cái cuộc sống họ, những cái đòi hỏi, những cái nhu cầu của họ nó hơi cao, rồi tiền nhà rồi tiền này tiền kia tiền điện tiền nước cũng không, mà họ không còn đi làm nữa thì bắt buộc đôi khi nó tình thế nó đưa đẩy họ phải họ tính tới cái chuyện là chắc có lẽ mình phải lãnh lương hưu sớm rồi thì mình trang trải những cái chi phí này. Dạ vâng. Bây giờ mình nói những cái mà cái dở đi, những cái mà nó không có lợi lắm nếu nếu mà mình phải bị lúc mày thành bị rồi, bị về hưu lúc 62. Dạ vâng, thì một trong những cái mà khuyết điểm của vấn đề này nó là khi mình lãnh cái tiền lương hưu bổng sớm từ từ sở an sinh xã hội năm 62 tuổi đó, thì mình không được lãnh trọn vẹn những cái con những số tiền mà mình có thể lãnh được nếu khi mình tới 66 tuổi, tức là cái tuổi đúng thời điểm để chúng ta lãnh cái tiền đó. Thì đại khái cái công thức của nó là quý vị có thể lãnh bị mất đi 30% cái số tiền mà quý vị đáng nhẽ quý vị được lãnh nếu quý vị chờ tới 66 tuổi, tức là 4 năm sau nữa. Và lý do đó là lý do tại sao nhiều người họ cũng là một trong những lý do mà họ không có muốn về hưu sớm là vậy. Nhưng mà đôi khi tình cảnh nó đưa đẩy và hoàn cảnh nó ép buộc mình vào vô một cái thế là mình phải lấy sớm, thì quý vị nên nhớ là quý vị sẽ mất khoảng chừng 30%. Nhưng chút nữa chúng tôi sẽ đề cập đến một vấn đề mà trong an sinh SSC, văn phòng an sinh xã hội họ có một cái chương trình khá là đặc biệt, là nếu trong trong trường hợp chúng ta có thể lãnh cái lương của chúng ta, thí dụ chúng ta lãnh cái tiền đó năm 62 tuổi, 4 năm về trước, bây giờ 4 năm nay bây giờ mình 66 tuổi rồi, mình đã chín mùi rồi, để mình lãnh cái chọn cái số đó, thì mình có một cái cách thì mình có thể làm được điều đó, nhưng mà nó hơi tốn tiền. Dạ vâng. Và muốn nghe cũng tiếp tục muốn nghe chứ, nhưng mà khoan, mình nói hết những cái khuyết điểm trước. Thì thưa quý vị, không? mà Minh Anh vừa nói đến là cái vấn đề tiền bạc mình sẽ ít hơn nè, và thứ hai là cái thời gian mà để mà tính tiền hưu trí mà để mình sống nó dài hơn. Thí dụ là mình cho mình sống đến 90 tuổi đi, mà bây giờ 62 tuổi mình đã về hưu rồi, tất nhiên mình còn tới 28 năm để mà sống. Vậy mà thì ra chúng ta phải có cái thứ nhất là cái tiền để sống hà trang trải và hàng năm, rồi phải tính toán xem là cái tiền để dành, bởi vì mình không thể nào sống để mà dựa lên cái tiền hưu được. Càng ngày cái tiền hưu của an sinh xã hội nó càng ít đi so với cái giá sinh hoạt, thì chúng ta phải có một cái số tiền là để dành một bên để chúng ta có thể đầu tư vào chỗ này chỗ kia mà có thể sống, để chúng ta sống được cái dài, một thời gian dài như vậy. Và cuối cùng cái này rất là quan trọng thưa Minh Anh và quý vị, đó là bảo hiểm y tế.
Bởi vì chúng ta không đi làm, chúng ta không có bảo hiểm. Mà chúng ta nghỉ làm, nghỉ hưu lúc 62 thì chúng ta phải mua bảo hiểm lấy, phải móc tiền túi ra mua bảo hiểm cho tới 65 tuổi, khi đó, lúc đó mới được Medicare, là bảo hiểm về y tế của chính phủ cho những người đi làm về hưu. Thành ra cái đó là cái mà làm cho rất nhiều người phân vân khi mà họ muốn quyết định muốn về hưu hay là họ bị về hưu, tức là làm sao để đủ tiền để mà mua bảo hiểm y tế, phải không mấy anh? Dạ vâng, thì thường thường trong cái những cái tình trạng mà bình thường thì khi mình nghỉ việc làm thì mình có 6 tháng mình xin cho cái tiêu chuẩn là COBRA, tức là mình vẫn có cái bảo hiểm của hãng nhưng mà nó chỉ cover cho mình 6 tháng mà thôi, thì tương đối nó rất là mắc. Thì cái vấn đề mà cái khuyết điểm của cái về hưu sớm này nó là như vậy, và cái khuyết điểm này nó sẽ dẫn chúng ta tới cái quyết định là chúng ta sẽ lãnh hưu trễ hơn. Thì cái đó là cái phần tiếp theo chúng ta sẽ nói là kỳ sau, là những cái yếu tố nào để chúng ta quyết định tới cái vấn đề chúng ta sẽ lãnh cái hưu an sinh xã hội này lúc đúng lúc cái tuổi mà mình đang nên lãnh. Thì đó là một những cái, là một trong những lý do như là trong những yếu tố đó đó chị. Còn về vấn đề về chính sách thì họ sợ cái gì? Vâng, chính sách là gì thì nó vẫn liên quan đến chính trị, thì chị cứ để đi, hãy mùa thuận mùa mà bầu cử nào cũng vậy đó, là ông nào cũng ra cũng là hù mình hết trơn. Là mấy năm nữa là chương trình social security sẽ go bankrupt, tức là coi như khánh tận, là hoặc là bị cắt đứt hoặc là bị giảm đi, thành ra nó cũng là một cái yếu tố mà đưa tới những cái quyết định là tại sao mình không lãnh bây giờ đi, chứ mình đợi 4 năm nữa không biết cái chương trình này nó còn hay không, và nếu nó còn nhiều khi nó bớt lại nữa. Và trên cái phương diện đó, để ý ngày xưa là mình có, nếu mình anh nhớ không lầm, mình là những là mình thời lãnh hưu hưu sớm mà 59 tuổi rưỡi phải không chị? Bây giờ nó thành là 62 rồi. Không Không, phải. 62. Không, 59 tuổi đó là cái thời điểm mình có thể lấy tiền tiền mà mình để dành trong 401k ra mà không bị penalty. Đó là cái quỹ hưu khác. Ok. Thì nhưng mà hồi xưa là có phải là 65 phải không? Bây giờ nó thành 66 mấy rồi phải không? Đó là về hưu Mình full thì là 66 mấy đúng không? đâu có biết là 4 năm nữa tới lúc mình chờ, tới cái lúc mà mình có thể hồi đủ điều kiện để mình lãnh một cái con số đầy đủ, thì nó lại có một cái luật mới, nó không còn là 66, nó lên 68, 69, 70 mình không biết. Đó là phải chờ lên một thời gian. Cái đó là vấn đề là ảnh hưởng chính trị và chính sách đôi khi nó thay đổi, thành nó có nhiều người họ cảm thấy là không có bảo đảm được cái đó, họ thà thôi tôi lấy bây giờ, còn thôi tới lúc đó nó đổ tôi luôn. Đó là những yếu tố mà có thể dùng nó để làm cái để có một cái quyết định là mình đã thương. Vậy cái câu hỏi kế mà rất nhiều người mà họ rất là lo lắng thưa mấy anh, đó là khi mà tôi lãnh tiền về hưu non hoặc là đúng tuổi đó, tôi có phải đóng thuế không? Thuế tiểu bang và thuế liên bang. Dạ vâng, thì Thuế vấn liệu đề thuế thuế má. tức là thuế lợi tức đó. Dạ vâng, thuế là tức là income tax. Dạ vâng, thì cái đó nó cũng liên quan đến vấn đề thuế, thì đó, cũng đó cũng là một trong những yếu tố mà đôi khi mình phải cân nhắc xem là mình có nên lãnh hay không, tại vì nó có thể nó có ảnh hưởng tới cái hồ sơ thuế của mình. Nếu trong trường hợp mình cái lương của mình quá cao, ví dụ như là một cái người mà khi họ lãnh cái tiền social security, tiền an sinh xã hội này mà một người độc thân đó, thì là 25.000, còn nếu hai vợ chồng thì là 32.000. Là khi họ lên trên cái khó cái con số threshold đó, cái con số ấn định đó rồi đó, thì nó bắt đầu tính thuế đó, và tùy theo cái số thu của cái hồ sơ thuế là bao nhiêu, tại vì họ có nhiều tiền, tiền nhà băng bỏ, tiền lời rồi tiền investment rồi tiền này tiền kia, thì tùy theo cái con số thuế mà họ là phải đóng bao nhiêu, là tùy thuộc theo cái tổng số thu của họ năm đó là bao nhiêu, thành ra mình không thể có một chính xác cái con số, nó sẽ tùy khác nhau, nhưng đại khái cái công thức mà được nhất là 25, 32, một người là 25.000, nếu trên 25.000 là bắt đầu tính thuế, và trên 32.000 là bắt đầu tính thuế. Đó thì mình nhận hai con số đó thôi, thì nó có ảnh hưởng tới vấn đề nó, yes có, và đó cũng là một yếu tố chúng ta cần phải cân nhắc thì chúng ta quyết định cho nên lấy cái hiệu sớm hay là không. Còn về cái thuế mà tiểu bang California thì mà ở tiểu bang California đâu có bắt đóng thuế về tiền Social Security phải không? Cái đó nó exam của California thì cái tiền thuế nó không tính, nó không tính cái tiền social security. Rồi bây giờ trở lại cái câu hỏi hồi nãy mà mình anh mới bim tức là tiết lộ ra, đó là nếu trường hợp bây giờ mình quyết định nghỉ hưu lúc 62 rồi đến mình lãnh lương đến 66 tuổi, thì đến lúc mình hưu hưu tròn 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 trịa làm toàn phần đó, thì mình
vẫn không có được hưởng cái số lương mà mình muốn. Bây giờ mình đổi ý, mình không muốn lấy lương mà bị trừ 30%, mình muốn lấy tròn trịa cơ. Thì bây giờ có cách nào để mà chúng ta có thể thay đổi cái chuyện đó? Thay vì lãnh lương bị trừ 30% thì 66 rồi, lãnh lương 100%. Dạ vâng, thì như quý vị cũng biết là nếu quý vị đã quyết định lấy cái hưu sơ hôm đó, năm lúc mà quý vị mà 62 tuổi, thì cái con số đó là quý vị sẽ lãnh. Trên nguyên tắc là quý vị lãnh cái con số y hệt, nhưng mà cho tới lúc quý vị không còn lãnh nữa, tức là quý vị đã qua đời. Tuy nhiên nó có một cái chương trình là trong SSA, nó có một chương trình hơi đặc biệt là trong trường hợp ví dụ như quý vị lãnh cái tiền lương đến năm 62 tuổi, tức là quý vị chỉ lãnh được có 70% thôi và quý vị mất đi 30%. Nhưng nếu trong trường hợp khi quý vị đến 66 tuổi, tức là 4 năm sau đó, ví dụ như năm nay quý vị đã có 66 tuổi mấy tháng đại khái như vậy, thì đáng nhẽ ra nếu quý vị chờ tới ngày hôm nay thì quý vị sẽ lãnh được trọn gói cái số tiền đó. Nó có một chương trình là quý vị có thể làm được như vậy, quý vị có thể lãnh được số tiền giống như lúc quý vị 66 tuổi mấy tháng, với điều kiện là quý vị tất cả tiền quý vị ngày xưa từ 62 tuổi tới ngày hôm nay, quý vị tổng lễ và quý vị đem nguyên một cái con số đó trả lại cho SSA để quý vị lãnh công số tiền mới. Đó là một cách. Nhưng mà quý vị ngồi xuống tính toán đàng hoàng thì đại khái là nếu mà mình cứ tiếp, ví dụ mình mất là 300 đồng một tháng, đúng không ạ? Thay vì cái ví dụ lúc mình đi đầu là 1.000 một tháng, thì 300 đồng một tháng là một năm là 3.600, 4 năm thì nhân lên là như 42, một tức là 10 14.000 mấy, tức là mình tiền thất thoát. Thì bây giờ mình tính lại thì nếu mà mình trả hết cái số tiền mà mình 700 một tháng mà cho tới năm 4 năm vừa rồi mình đem mình trả lại hết cái SSA và mình xin SSA là đó là bao nhiêu tiền tôi lãnh, tôi trả lại, bây giờ tôi muốn lãnh cái tiền mà tôi đang có thể nhận được nếu như ngày giống như là ngày hôm nay tôi xin cái đơn lãnh cái tiền như này, tức là không còn là hưu non nữa mà tôi chính thức, tức là mình sẽ lựa chọn một ngày đó thì mình còn cân nhắc còn ta tính số ra coi là nó lợi hại như thế nào, thì bao lâu thì chúng ta có thể lấy lại được số tiền chúng ta đã mất là 700, hay là lo luôn chúng ta lấy được cái số tiền 700 đồng mà chúng ta đã lãnh 4 năm qua, mình ngồi mình tính số cộng trừ nhân chia nó ra hết vậy. Thành ra tùy theo cái nhu cầu mình cần bao nhiêu, có mình thật sự mình có cần hay không. Tại vì khi mình đem cái con số tiền mình lãnh 7 4 năm rồi mình trả lại mình có số tiền cũng lớn, thấy không? Mình có khi Nhiều nào mình khi mới mình lấy đâu có để dành tiền được đâu, mình đâu có nghĩ đến cái chuyện để đó. dành tiền 4 năm sau mình trả lại đâu. Nhưng mà đại khái là cái chương trình nó có để cho nếu trong trường hợp quý vị thay đổi ý kiến á, thì quý vị có thể giờ chỉ để làm đem thứ trả lại và lãnh cái số tiền mới. Đó là mình muốn đề cập với nó để mình Hay. biết có những cái sự lựa chọn nào khác không, để mình coi là mình có quyết định được không. Nhiều thông tin thì càng tốt thì sao. Dạ vâng. Hay quá. Vâng. Và kính thưa quý vị, hai điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị trước khi chương trình chấm dứt. Thứ nhất là cái số an sinh xã hội của mình, cái số đó rất là quan trọng, chúng ta phải giữ gìn nó, cất nó, đừng có để mất mát, đừng có để lộ ra, nhất là khi mà chúng ta đi khai khai giấy tờ đó. Bây giờ theo cái luật lệ mới là mình không có phải tiết lộ cái số Social Security Number của mình ra, trừ trường hợp như ở những nơi công sở. Và thứ hai nữa là quý vị khi mà muốn bắt đầu xin đơn hưu non hay là xin hưu về hưu đó, thì chúng ta có 4 tháng trước để mà lên cái website để mà chúng ta có thể điền đơn. Và cái website đó là có phải Minh Anh là ssa.gov. Do tức là government, GOV, sẵn đây thì Và tại vì chị đề cập cái vấn đề mà an ninh đó, và vấn đề bảo mật cái số an sinh xã hội của mình, thật sự ngay chính mình anh mấy ngày trước có người họ gọi tới và họ nói là có người dùng cái số an sinh xã hội của mình này nọ, thì mình biết ngay là cái đó là láo phép. Tại vì thật sự ra những cái sở mà của chính phủ á, khi họ liên lạc mình là họ toàn liên lạc bằng thư, không bao giờ gọi điện thoại giống như IRS hay là SSA là họ lại liên lạc bằng thư, tại vì nó là những cái chứng từ gần như nó là một cái vật chứng cho mình, thì tất cả những cái việc họ làm những cái liên lạc họ đều là qua thư hết. Cho nên nếu quý vị có nghe người nào gọi điện thoại mà hỏi số an sinh xã hội hay là bất cứ vấn đề liên quan đến an sinh xã hội là một, và vấn đề thuế má lại là những người đó là những bạn đừng có rớt vào cái bẫy rất là nguy hiểm. Dạ vâng. đúng rồi, dạ. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Gia đình tôi hôm nay, và mong gặp lại quý vị vào chương trình tới. Anh Trâm xin kính chào quý vị. Xin chào chị Anh Trâm, xin chào quý vị.